tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết được các cấp công đoàn tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đến cán bộ, đoàn viên, người lao động. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các cuộc thi trực tuyến như công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác an toàn vệ sinh lao động, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động, thi tìm hiểu pháp luật. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, tham khảo ý kiến về dự thảo Luật Công đoàn 2012 sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội công tác cán bộ, việc làm rút bảo hiểm xã hội một lần và tín dụng đen. Các ý kiến đóng góp được thu thập tập trung vào các vấn đề như công tác cán bộ giải quyết bảo hiểm xã hội một lần, việc làm, thu nhập, tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ hỗ trợ an toàn vệ sinh lao động. Các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến đóng góp. Trong tháng công dân năm nay là các công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công 51 cuộc đối thoại tháng 5, thu hút 2.027 lượt người tham dự. Qua các buổi đối thoại, đã có 89 ý kiến phản ánh tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ đãi ngộ cho người lao động, giải pháp nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Ngoài ra, các hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức trong tháng công dân, như 24 doanh nghiệp tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, 50 diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân được tổ chức. Có 321 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức các hoạt động trao quà khen thưởng, chăm lo cho gần 113.000 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng, xây dựng mái ấm công đoàn, trao tặng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 800 triệu đồng. Bữa cơm công đoàn ấm áp được 5 công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn với chất lượng cao hơn so với bữa cơm thông thường, thể hiện sự quan tâm tri ân của doanh nghiệp dành cho người lao động. Tháng công dân năm nay ghi nhận nhiều hoạt động hiệu quả trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn đã rà soát củng cố tổ chức công đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động tập hợp công nhân lao động. Kết quả đã thành lập mới 11 công đoàn cơ sở và phát triển 2.079 đoàn viên mới. Huyện Gò Dầu thành lập nghiệp đoàn bán vé số kiến thiết với 60 thành viên, giới thiệu 436 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng bồi dưỡng và xem xét kết nạp. Triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, có 6 đơn vị tổ chức tôn vinh 200 đoàn viên, người lao động tiêu biểu. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức được 5 cuộc học tập nội dung chuyên đề năm 2024, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Các công đoàn đã tuyên truyền được 1.206 cuộc với 141.231 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham dự bằng các hình thức khác nhau. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết tinh thần đoàn viên, công nhân lao động trong tháng công dân năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công các giải bóng đá và bóng chuyền hơi nữ dành cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Hoạt động thu hút sự tham gia của 80 công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở với tổng số 8.787 lượt đoàn viên công nhân lao động tranh tài. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi và nâng cao tinh thần thể thao, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động và hiệu quả. Trong hoạt động tuyên truyền, liên đoàn cũng đã tổ chức với nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, tập huấn nghiệp vụ công đoàn, các chuyên đề. Kết quả đạt được, tổ chức 992 cuộc tuyên truyền với 100.105 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham dự, phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.832 người với 15 cuộc, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn, các chuyên đề. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề
đoàn kết công dân, triển khai nghị quyết và chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, kết nối công dân, xây dựng tổ chức tại khu công nghiệp Tráng Bàng. Nhân lễ phát động, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với 13 doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức 20 gian hàng bán hàng giảm giá ưu đãi cho đoàn viên công nhân lao động trong 2 ngày 20-21 tháng 4 năm 2024, ra mắt quỹ hỗ trợ đoàn viên công đoàn công nhân lao động, trao biển hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn cho 7 đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn tổ chức các trò chơi dân gian như thi chạy xe đạp chậm, thi nhảy dây tập thể, bịt mắt đạp heo đất, hội thi rung chuông vàng và karaoke tiếng hát công nhân, trưng bày các gian hàng ẩm thực, qua đó đã thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Sau lễ phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo về vật chất và tinh thần như trao 105.755 phần quà, tổng số tiền 21.188.682.000 đồng, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn mái ấm công đoàn, số tiền 800 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các cấp công đoàn đã phối hợp các ngành chức năng, người sử dụng lao động, tổ chức tập huấn an toàn làm việc cho công nhân lao động. Kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động được 21 lớp với 1.318 người dự. Các nội dung về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp hạn chế tai nạn lao động, an toàn khi sử dụng điện, máy móc, thiết bị, tuyên truyền pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người thân của đoàn viên, người lao động. Tổ chức hội thi Tôi là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Doanh nghiệp, Tôi là Đoàn viên Công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu. Biểu dương đoàn viên cán bộ công đoàn tiêu biểu, các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 5.402 đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức lao động và gia đình ốm đau tang lễ với tổng số tiền 1.294.214.000 đồng. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đến đoàn viên và người lao động, giúp người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn, yên tâm lao động sản xuất. Công tác tuyên truyền tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn Việt Nam, tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Zalo, Facebook và trên hệ thống loa truyền thanh của doanh nghiệp. Kết quả, các cấp công đoàn đã tuyên truyền được 1.365 cuộc với 165.251 lượt người tham dự, treo 930 băng rôn khẩu hiệu, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho 12.448 người, triển khai cuộc thi trực tuyến, công nhân viên chức lao động tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động. Kết quả có 5.164 người tham gia dự thi. Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số doanh nghiệp còn mắc lỗi như không tổ chức nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, không khai báo kịp thời với Sở Lao động Thương binh Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, không xây dựng ban hành kế hoạch xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc, không báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về Sở Lao động Thương binh Xã hội theo quy định, không bố trí biển cảnh báo bản chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đề nghị với một doanh nghiệp dừng hoạt động một máy nén khí không có hồ sơ kiểm định. Nhờ các đợt thi đua sôi nổi, nỗ lực của các doanh nghiệp và sáng tạo của đoàn viên người lao động đã được ghi nhận và khen thưởng như sau. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 3 cờ thi đua, 5 bằng lao động sáng tạo, 30 bằng khen tập thể, 53 bằng khen cá nhân, 2 cá nhân giải Nguyễn Đức Cảnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 cờ thi đua, 7 bằng khen tập thể, 29 bằng khen cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh, 17 cờ thi đua, 445 bằng khen tập thể,
710 bằng khen cá nhân, 38 bằng khen cá nhân xuất sắc giai đoạn 2022-2023. Liên đoàn lao động tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Với chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, có 1.362 sáng kiến với 1.607 thí sinh đăng ký, xếp thứ 37 toàn quốc. 801 sáng kiến được thông qua, mang lại lợi ích 14,2 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Một giải lao động sáng tạo, một bằng khen, 20 sáng kiến tiêu biểu được khen thưởng. Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với hơn 22.111 sáng kiến hợp lệ được cập nhật trên hệ thống trực tuyến. Nhiều sáng kiến với chất lượng mang lại giá trị lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Liên đoàn lao động tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động tích cực triển khai các hoạt động thi đua khen thưởng hiệu quả. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, nội dung phong phú, tạo động lực cho đoàn viên người lao động hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Tháng công nhân năm 2024 đã khép lại với những dấu ấn đẹp đẽ, tô điểm thêm cho bức tranh rực rỡ về giai cấp công nhân, lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người lao động. Những chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân lao động tiêu biểu đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho họ trên hành trình cống hiến. Bên cạnh đó, tháng công nhân còn là dịp để khẳng định vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.